thấy bạc ngàn chim chưa? Cái nâu. Trời ơi. Giờ đây, đây. Đây lưới câu chùm nha mọi người. Em cái nâu tiếp tục. Thì lại lên một em nữa nha mọi người. Đây, lưới câu chùm rất là lợi hại một em nữa nha. Lên một em cái nâu nữa nha. Ê, nhỏ nhỏ nhưng mà câu hồi cũng nhiều cái nâu ha. À, nãy giờ câu nhóc hết trơn mọi người. Mình vừa câu vừa cầm cái điện thoại khó quay. Nào dính mình mới quay cho mọi người xem ha. Ôi, lại lên một em cá nâu nữa nha mọi người. Lưới câu chùm này rất là hiệu quả nha. Đây, một em cá nâu. Ôi, lên một em nữa mọi người. Cá nâu. Rồi mình đang câu ở đây luôn. Rồi. Sấy à. Ủa chị câu mọi gì á? Dạ. Để gì nó rỉa từ từ cứ giật lên thôi nè. Đây, con. Ấy vẫn chưa đến. Một em nữa. Rỉa tật không dính nè. Cái nhỏ khó dính à. Đó, lên đó. Ồ, con này bự hơn con nãy nè. Bự hơn á. Để lên trên cái miếng dán chỗ Đức Tâm Khanh ngồi. Cá nâu nghe mọi người. Dính cái gì nặng rồi. Ôi. Hai ba con kìa ông nội ơi. Dính hai ba con cá luôn. Vậy hả? Cầm hết. Thấy không nhìn vô mình. Đâu hả, ăn cá con hả? Con cá hả? Một con cá một con dồm. thấy không? Đấy. Đây, một con cá một con dồm nha mọi người. Em cái nâu nữa mọi người. Khanh không bò lại nữa. Ý gì? Đây một con cái nâu tính đâu nó sực công rồi chứ. Dính không? Đó lên đó. Quá là dễ ăn. Ôi, lên một lượt hai em luôn nha mọi người. Đấy, hai em cái nâu vừa câu vừa quay cho nên khi nào giật dính mình quay cho mọi người xem. Đấy, đó, hai em cái nâu. Lên một em mọi người. Khá to. Đấy, phải gần lên cho mọi người xem. Khá to nha. Một em nữa nha. Lên một em nữa mọi người ơi. Một em to tài quá luôn nha. Đây. Đây, lên một em cá nâu nữa nha mọi người. Siêu nhỏ. Đúng rồi, siêu nhỏ. Vừa. Vừa một người ăn. Rồi, mời mọi người ăn trưa nha. Anh em mình nướng cá trên biển nha, ăn cơm luôn. Cá câu nãy giờ mọi người. Câu về ăn nha, phù hộ câu có cá ông bà ơi. Cá nâu. Nó còn mới dòm. Xanh. Có cơm chưa? Ơi, mời mọi người dùng bữa với anh em mình nha.
đủ trong đó đó, múc ăn con. Ăn đi. Dù câu cá nhiều quá. Nè. Nè. Không ăn cơm hả? Cơm nè.